phải nhanh lên mới được. Phù. Phù. Hello các bạn, sự kiện Giáng sinh Black Spruce là một sự kiện cực kỳ thú vị. Ở Xmas lần này bạn có thể lấy được rất nhiều vật phẩm Noel. Và mình đặt mục tiêu là Holiday Club nhưng mãi vẫn không có được. Nên là video hôm nay sẽ cho các bạn biết về tỷ lệ để rơi ra áo này và còn nhiều sự thật thú vị khác đang chờ các bạn ở cuối video này đấy. Hãy xem hết video để biết nó là gì nhé. Phù. Bắt đầu. Sự thật đầu tiên là về những vật phẩm của event lần này. Chúng đã quay lại. Ví như mũ Effit, thuyền Giáng sinh, candy, vân vân đều đã comeback game rồi nha. Trái với suy đoán của mình hu hu. Và sự thật thứ hai là có một đảo mới nhé. Đảo này là cho mỗi sự kiện Giáng sinh thôi nhé. Coi bộ admin lần này đầu tư phết nhỉ. Và ở đảo này có một hộp quà khổng lồ thứ mà sẽ cho bạn những hộp quà nhỏ. Bạn có thể nhận được trái ác quỷ từ hộp quà này. Một tiếng quà sẽ reset một lần. Khi mở hộp quà nếu may mắn, bạn có cơ hội nhận được một vật phẩm limited Holiday Club từ hộp quà lớn đó. Holiday Club có tỷ lệ rơi ra là 5-10% nha mấy bạn. Tăng cho người chơi 10% melee, trái ác quỷ và cho bạn thêm một lần né luôn. Trái Blizzard Snow đã được thêm vào game. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người thì trái này không mắc lắm. Giá tầm khoảng 2.400.000 belly là một trái lo ra nhòe các bạn ơi. Bạn còn nhớ hộp quà mà mình nhắc lúc đầu video không? Nếu bạn vô tình thoát game khi đang treo quà thì hộp quà vẫn không bị reset thời gian. Dù server chỉ có mình bạn đi nữa nếu có thoát vẫn không sao nhé. Sự thật tiếp theo là có hai gói pack trong phần shop và như bạn đã thấy trong hình thì sau 4 ngày nữa thì gói này sẽ không bắn nữa và theo mình nghĩ đó cũng là thời gian sự kiện này kết thúc. Update Giáng sinh lần này là một update nhỏ thôi các bạn ạ, không phải là update 18 như các bạn mong đợi. Nhưng miễn là bạn được vui vẻ, hứng thú với sự kiện này là được, dù sao thì update 18 chỉ là chữ số mà thôi, chất lượng vẫn không thay đổi. Sự thật kế tiếp là các trái ác quỷ đã được làm lại nha, trái sâu, đo, dark, light, vân vân. Nếu các bạn biết rõ đó là những trái nào hãy comment bên dưới nhé. Ok, nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho mình một nút like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye và mình chúc các bạn một ngày tốt lành.